Thưa quý vị, hiện nay, rãnh áp thấp bị nén đã báo vẫn đang đẩy dần xuống phía nam bởi áp cao lục địa tăng cường ở phía bắc. Dự báo do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén phân tích ở trên, kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m, nên từ đêm nay, ở khu vực Đông Bắc và vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ có mưa rào và dông. Từ ngày 17 tháng 5 đến ngày 18 tháng 5, mưa dông mở rộng ra các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Cục bộ có mưa to đến rất to, với lượng mưa từ 40 đến 70mm trên 24 giờ, có nơi trên 90mm trên 24 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngoài ra, do ảnh hưởng của rìa đông nam, vùng áp thấp nóng phía tây kết hợp với hiệu ứng phơn, nên ngày hôm nay ở khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Phú Yên còn nắng nóng trên diện rộng, có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đợt nắng nóng này ở khu vực Trung Bộ và phía Tây Bắc Bộ còn kéo dài đến ngày mai, ngày 17 tháng 5. Và sau đây sẽ là bản tin dự báo thời tiết 10 ngày tới các vùng trên cả nước. Với miền Bắc, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội, trong ngày và đêm nay, ngày 16 tháng 5, ban ngày trời nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam đến Nam cấp 2 đến cấp 3, nên nhiệt độ đêm và sáng dao động từ 25 đến 28 độ. Trưa và chiều, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 33 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ C. Riêng Quảng Ninh và Hải Phòng là từ 30 đến 32 độ. Còn các tỉnh phía Tây Bắc Bộ trong ngày và đêm nay, ban ngày trời nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực Tây Bắc có nơi có nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, mức nhiệt độ đêm và sáng dao động từ 24 đến 27 độ. Riêng Lai Châu và Điện Biên là từ 21 đến 24 độ. Trưa và chiều, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34 đến 37 độ. Riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 37 độ. Toàn miền Bắc từ ngày 17 đến ngày 18 tháng 5 có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có mưa to đến rất to, riêng khu vực Tây Bắc ngày 17 có nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm 18 đến ngày 25 tháng 5, ở phía Tây Bắc Bộ và vùng núi phía Đông Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong khi đó, vùng đồng bằng phía Đông Bắc Bộ chỉ có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Ban ngày trời nắng, có nơi có nắng nóng. Thời kỳ ngày 22 đến 23 tháng 5 có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt. Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có nắng nóng ở khu vực đồng bằng. Riêng thủ đô Hà Nội các ngày 19, ngày 20, ngày 24 và 25 tháng 5, chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông. Với miền Trung, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, từ nay đến ngày 17 tháng 5, ban ngày trời nắng nóng, vùng núi có nơi có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nên nhiệt độ đêm và sáng ở mức từ 25 đến 28 độ. Trưa và chiều, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34 đến 37 độ, riêng vùng núi có nơi trên 38 độ. Chiều tối và đêm ngày 17 tháng 5 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 18 đến ngày 25 tháng 5, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng, có nơi có nắng nóng. Riêng thời kỳ từ ngày 20 đến 23 tháng 5 có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt. Trong khi đó thì khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận từ hôm nay đến hết ngày 17 tháng 5, ban ngày trời nắng, phía Bắc có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2 đến cấp 3, mức nhiệt độ đêm và sáng dao động từ 25 đến 28 độ. Trưa và chiều, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Phía Nam là từ 32 đến 35 độ. Từ ngày 18 đến ngày 25 tháng 5, phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ban ngày trời nắng, có nơi trời nắng nóng. Riêng thời kỳ từ ngày 20 đến 22 tháng 5, có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Thời kỳ từ ngày 21 đến 25 tháng 5, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông, cần đề phòng sét và gió giật mạnh. Tại miền Nam ở các tỉnh Tây Nguyên từ ngày hôm nay đến ngày 19 tháng 5,
chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng, gió nhẹ, nên nhiệt độ đêm và sáng ở mức từ 21 đến 24 độ. Trưa và chiều, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31 đến 34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 5 có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Còn tại Nam Bộ thì từ hôm nay đến ngày 17 tháng 5 có mưa rào và dông vài nơi, riêng đêm nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Tuy nhiên trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nên nhiệt độ sáng dao động từ 25 đến 28 độ. Trưa và chiều, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Từ ngày 18 đến ngày 19 tháng 5 có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 5, chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.